Chúng ta lại được gặp nhau trong channel của chia sẻ kinh nghiệm. Trong video này mình rất muốn chia sẻ với các bạn một cái tích giúp chúng ta có thể biến hoàn toàn những cái tin nhắn đưa ra ngoài màn hình chính này theo cái dạng chat hit, giống như kiểu cái ứng dụng Messenger của Facebook trên Android. Ngày trước thì cái ứng dụng Messenger đó trên iOS chúng ta có một cái chat hit vòng tròn ở ngoài này để chúng ta có thể chat liên tục khi mà bạn vào bất cứ ứng dụng nào đó. Tuy nhiên bây giờ thì mất rồi. Bạn hoàn toàn có thể mang cái tính năng đó lên cái ứng dụng tin nhắn mặc định của iOS. Một điều rất là tuyệt vời đúng không? Để làm được cái điều đó thì các bạn jailbreak cái thiết bị iPhone, iPad và iPod của các bạn. Mà hình như là iPod và iPad chúng ta cũng không cần. Sau đó các bạn vào CD và gõ cho mình cái từ khóa tìm kiếm đó là message hit. Sau đó các bạn nhấn vào và chúng ta tiến hành cài đặt. Cài đặt xong thì các bạn nhớ reset Spring Boot lại theo yêu cầu của cái tweak này nhá. Sau khi mà cài đặt xong thì các bạn vào cái phần setting của máy, kéo xuống dưới, chọn vào cái phần message hit này. Nó sẽ cho phép chúng ta tùy chọn một vài cái tính năng. Đầu tiên là phải bật nó đã. Ở đây nó hiển thị theo dạng một plugin. Ở dưới này thì nó sẽ cho phép chúng ta tùy chỉnh, ví dụ như cái giao diện, cái độ mờ của cái message hit này khi mà nó hiển thị ra cái ngoài màn hình chính. Ở đây nó có hiển thị kích thước nữa này. Đó, rất nhiều cái tùy chỉnh ở đây, ví dụ như là màu nền, đó, màu của chữ các kiểu nữa. Để bây giờ mình sẽ thử luôn cho các bạn xem nó sẽ hoạt động như thế nào. Bây giờ mình sẽ dùng một cái máy khác và nhắn tin lên cái máy này. Đó, máy mình đã vừa nhận được tin nhắn. Thì khi mình nhận được tin nhắn, nó sẽ có một cái message hit nó hiển thị ở trên cái màn hình chính của mình, bao gồm tên của mình và ảnh đại diện nữa. Ví dụ ảnh đại diện đây mình không có thì nó mới hiển thị tên thôi, tên là TC này hạn. Khi bạn nhấn vào nó thì chúng ta có thể đọc được tin nhắn, gửi tin nhắn luôn. Tuyệt vời không? Quá là tuyệt vời luôn. Sau đó thì chúng ta có cái phần nhắn vào ba cái dấu con người này thì nó sẽ ra cái giao diện message này. Chúng ta nhấn vào nó và chúng ta quay trở lại. Đó, ở đây nó có một cái ô vuông và một cái bút, các bạn nhấn vào đây để chúng ta có thể tạo một tin nhắn mới. Tuy nhiên thì cái tính năng này hình như nó đang bị crash. Mình nhấn vào nó thì cái iPhone của mình đã bị respring lại rồi. Có lẽ trong thời gian tới thì họ sẽ fix được cái lỗi crash khi mà chúng ta nhấn vào cái phần mà tạo tin nhắn mới như thế này. Tuy nhiên với những cái tính năng mà cái tweak này cho phép chúng ta làm, ví dụ như là xem tin nhắn dạng chat hit này, đã là một điều quá là tuyệt vời rồi. Chúng ta rất là thích. Và khi mà bạn không muốn xem nữa thì các bạn kéo dưới phần X này, nó sẽ xóa luôn đi cái phần này message hit đi cho chúng ta. Như vậy là mình đã vừa chia sẻ xong với các bạn một cái tweak tuyệt vời giúp chúng ta có thể nhắn tin ở mọi nơi trên cái màn hình chính này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.